Thần đồng Phương Đông, 13 tuổi đỗ đại học, 17 tuổi bị trường đuổi rồi qua đời vì bạo bệnh. Ngày 17 tháng 11 năm 2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin thần đồng nổi tiếng một thời Ngụy Vĩnh Khang qua đời ở tuổi 38 vì bạo bệnh. Ngụy Vĩnh Khang sinh năm 1983, vốn là cái tên được báo chí săn đón nhiều năm về trước. Anh sinh ra trong một gia đình bình thường, bố là cựu chiến binh, còn mẹ anh là nhân viên tại cửa hàng tạp hóa. Thế nhưng ngay từ nhỏ, Vĩnh Khang đã thể hiện tố chất thông minh hiếm có của mình. Theo hãng tin QQ News, Ngụy Vĩnh Khang được nhìn nhận là một trong những thần đồng Trung Quốc nổi tiếng nhất trong nhiều thập kỷ. Năm 2 tuổi, cậu đã thành thạo 1.000 ký tự tiếng Trung, học xong cấp 2 khi mới lên 4. Năm 8 tuổi, cậu đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh. Năm 13 tuổi, Vĩnh Khang tham gia kỳ thi tuyển sinh cao khảo gắt gao và trở thành sinh viên khoa vật lý của Đại học Tương Đàm với điểm số rất cao. Năm 17 tuổi, cậu được Trung tâm Vật lý Năng lượng Cao thuộc Viện Khoa học Quốc gia đặc cách nhận vào học khóa thạc sĩ liên thông tiến sĩ. Truyền thông Trung Quốc đặt cho Vĩnh Khang biệt danh Thần đồng Phương Đông trăm năm hiếm gặp. Tại nhà Ngụy Vĩnh Khang, trên các bức tường đều chi chít những công thức toán học, từ vựng tiếng Anh nhằm giúp cậu dễ dàng ghi nhớ và học hỏi mọi lúc. Nhờ vào phương pháp giáo dục đặc biệt này, cậu liên tiếp giành được những giải thưởng lớn, trở thành tấm gương con nhà người ta mà hàng triệu phụ huynh Trung Quốc mơ ước. Tuy nhiên, giống như nhiều thần đồng nhí khác, cuộc đời Ngụy Vĩnh Khang không tránh khỏi nốt trầm đáng buồn trước ngưỡng cửa tuổi trưởng thành. Năm 2013, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin thần đồng Ngụy Vĩnh Khang bị đuổi học. Tuy nhiên, lý do không phải do khả năng học tập kém, mà do chàng trai không có khả năng sắp xếp việc học và tự chăm sóc bản thân. Dư luận đất nước tỷ dân bắt đầu đặt dấu hỏi, vì sao cậu ấy lại bị đuổi học vì nguyên nhân kỳ lạ như vậy? Theo đó, ngoài việc học, bà Tằng Học Mai, mẹ của Khang, không để Vĩnh Khang can thiệp vào bất cứ việc gì ở nhà. Thậm chí còn đánh răng cho con mỗi sáng, tắm rửa cho con mỗi ngày. Để con trai không bỏ lỡ việc đọc sách khi ăn, bà cũng đút cho con ăn đến năm cấp 3. Cửa và tường phòng ngủ của Vĩnh Khang dán đầy các công thức và từ mới khác nhau. Ngay cả khi đi vệ sinh, cậu cũng không thoát khỏi việc học. Bản thân Ngụy Vĩnh Khang từng kể rằng, khi còn nhỏ, mẹ luôn bắt cậu ở nhà đọc sách và không bao giờ cho cậu ra ngoài chơi. Quá phụ thuộc nên khi rời khỏi vòng tay của mẹ, Ngụy Vĩnh Khang không thể tự mình giải quyết những việc sinh hoạt cá nhân đơn giản nhất. Theo lời các bạn cùng trường, cậu thường mặc một bộ quần áo liên tục, không thay. Mùa đông thời tiết lạnh không độ nhưng vẫn thấy cậu ăn vận một bộ quần áo mỏng manh ra ngoài. Không chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống cá nhân, Ngụy Vĩnh Khang cũng đối mặt với vấn đề về quản lý thời gian và giao tiếp do không có bạn bè. Do đó, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, cậu gặp khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn nghiên cứu sinh khác và không biết cách nói chuyện với thầy hướng dẫn. Điều đáng chú ý là trong buổi lễ tốt nghiệp, Vĩnh Khang đã quên giờ và bỏ lỡ cơ hội tiếp tục học lên tiến sĩ. Kết quả, cậu bị buộc phải rời trường vì không thích nghi được với môi trường nghiên cứu. Sau cú sốc, Ngụy Vĩnh Khang trở về nhà. Bà Tằng dần nhận ra mình đã sai lầm trong cách giáo dục con và bắt đầu dạy anh làm việc nhà, tự chăm lo cho bản thân. Anh cũng lui về ở ẩn, bắt đầu cuộc sống như những người bình thường, tìm công việc với mức lương ổn định và kết hôn sinh con năm 2010. Trong mắt vợ, Ngụy Vĩnh Khang từ một đứa trẻ thần đồng đã thay đổi thành một người chồng hiểu đời. Có người xót xa cho rằng đây là sự sa ngã của thần đồng, nhưng nhìn từ góc độ cuộc đời của Ngụy Vĩnh Khang, đó có thể là con đường bình thường và hạnh phúc hơn.